Mình sẽ giới thiệu với cả nhà về một con đường mà mình cho rằng nó là một trong những con đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Ngày nay, giữa nền khoa học văn minh hiện đại, vẫn còn tồn tại những con đường rất là nguy hiểm. Có thể nói, đó là những con đường tử thần. Ở Việt Nam có những con đường đèo cũng rất là nguy hiểm, nhưng so với cái con đường này, cái độ nguy hiểm nó còn gấp hơn nhiều lần so với những cái con đường đẹp của Việt Nam. Hình như là người dân địa phương họ cũng đã quen rồi, quen với những con đường này, họ không cảm thấy sợ nữa hay sao á. Đối với bản thân mình, chắc chắn là mình sẽ không bao giờ có can đảm để ngồi trên những chuyến xe đi trên những con đường tử thần này. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng xem cái con đường tử thần này nhé. Mời mọi người.